Chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đồng chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. <laughs> Theo Sở Du lịch Thành phố, qua số liệu thống kê cùng thực tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, số lượng và công suất khai thác các đường bay quốc tế nội địa trong 9 tháng qua, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố tiếp tục được khôi phục nhanh, mạnh mẽ và phát triển. Số lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 138% kế hoạch. Điểm đến Đà Nẵng vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng và có thương hiệu quốc tế trên bản đồ du lịch thế giới. Tại hội nghị Hiệp hội du lịch thành phố kiến nghị lãnh đạo thành phố đề xuất lãnh đạo trung ương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như hạ lãi suất, thuế, giá điện và thành phố điều chỉnh khung giá đất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ven biển hoạt động, kêu gọi nhà đầu tư tổ chức sự kiện tại thành phố, thành lập quỹ xúc tiến tổ chức sự kiện có xã hội hóa mạnh trong cộng đồng. Các sở đơn vị liên quan cho biết đã quyết liệt xử lý tình trạng xe dù chặt chém khách tại sân bay, lấy cắp tài sản tại bãi biển. Các tình trạng này đã giảm rõ rệt, được kiểm soát. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường khẳng định, Đà Nẵng được đánh giá là điểm sáng trong phục hồi du lịch sau Covid-19. Bên cạnh việc làm mới sản phẩm, Phó Chủ tịch đề nghị Sở Du lịch thành phố cần phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các ngành đơn vị nghiên cứu các thị trường mới để lên kế hoạch xúc tiến, khai thác, đa dạng hóa nguồn khách cho Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất kỹ hơn các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế đêm, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, thí điểm khôi phục các đường bay quốc tế mới, nguồn nhân lực du lịch, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, ngành du lịch dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm đặc biệt đến ngành này. Ghi nhận biểu dương ngành du lịch, các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp đã đồng hành trong phát triển du lịch, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Bí thư thành ủy cũng đề nghị thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy du lịch trong thời gian tới. Là tôi đề nghị đảng, ban sĩ đảng, ủy ban khẩn trương chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác phối hợp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp để tập trung thực hiện các cái nhiệm vụ và xác định rất rõ các cái nhiệm vụ trong năm 2024 của mình. Tôi đề nghị là thành phố xác định nhiệm vụ, doanh nghiệp cũng phải xác định nhiệm vụ và các mục tiêu để chúng ta và trên cơ sở đấy để chúng ta bàn và cùng phối hợp với nhau. Trong đó thì tôi đề nghị là tập trung tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động du lịch và những cái kiến nghị đề xuất đã nêu trong báo cáo và trong cái tổng hợp và cũng đề nghị tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Bí thư trực Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đặc biệt là câu chuyện về tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc và xây dựng các cái cơ chế chính sách nhất là các cái giải pháp để hỗ trợ để nhanh tiến độ triển khai các cái dự án lớn du lịch để tạo ra các cái sản phẩm du lịch mới đặc thù khác biệt và mang tính lan tỏa động lực cho sự phát triển. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cho biết, thành phố cần phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng môi trường du lịch gắn với môi trường đô thị, sinh thái, văn hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, xây dựng hình ảnh hướng dẫn viên du lịch, mục tiêu làm sao bảo vệ khách đến an toàn và an toàn trong khám chữa bệnh, tắm biển và giá cả, đồng thời phải tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch truyền thống và thị trường mới, vân vân. Lãnh đạo thành phố Tạng hoa chúc mừng các doanh nghiệp du lịch nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.